nãy giờ nằm dài đang ngủ luôn trời. Em Trời, tới rồi, em tới từ từ nghỉ, từ từ thở, không có chuyện gì hết, bình tĩnh. Em tới là mừng rồi. Anh đợi em có lâu không? Không có lâu, trời, có vài tiếng đồng hồ, lâu lắc gì. Anh đợi em cả đời còn được mà. Gì vậy? Có quà cho em. Biết tính anh mà, lúc nào cũng phải ga lăng như vậy. Của đâu rồi ta? Quà gì vậy? Có quà anh có. Chờ xíu nha. Ten 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 ten. Trời ơi, nghĩ sao tặng quà người ta tặng bông giả vậy? Em mỗi lần hẹn em là 2-3 tiếng đồng hồ em mới tới, bông thiệt nào chịu nổi với em. Chỉ có bông giả nó mới trường tồn vĩnh cửu. Gì mà đây? Đó là tượng trưng cho tình yêu của anh đối với em. Thôi nha, thôi nha. Có nghĩa là đang bây giờ là đang móc, đang méo em đúng không? Bài móc chỉ nói một phần nào đó của sự thật thôi. Thì người ta trước khi mà gặp anh, người ta phải chuẩn bị, người ta phải làm đẹp để cho anh hãnh diện chứ. Thì anh biết điều đó, nhưng mà nó cũng vừa vừa phải phải thôi. Với lại đối với anh thì anh nghĩ là đẹp trong tâm hồn nó vẫn hơn. Em cũng biết tính anh mà. Đó, thấy không, dễ thương không? Trời, cực kỳ luôn. Hả? Nhìn nè. Đó, anh thích cái tính này nè. Kiểu em dễ kêu thương. Anh nhìn em có gì lạ không á? Ủa vậy hả? Nhìn đâu hả? Thôi có gì lạ. Thôi chết cha, trời đất ơi, thằng nào vậy? Thằng nào quánh em sao nó bầm dập hết trơn? Trời ơi, cái tay chân em. Em bị gì vậy? Người ta sơn móng tay đó. Cái này gọi là sơn á hả? Ừ. Đẹp không? Như con quỷ. Không, xin lỗi, anh bức xúc quá. Nó không có hợp. Nó như là mấy cái móng vuốt. Làm gì không hợp? Bây giờ nước da em không được trắng thì ông sơn màu đậm cho cái tay nó trắng thôi. Mắc gì không hợp? Tự nhiên đó là cái suy nghĩ cá nhân của em thôi. Còn quan trọng là mình phải phối sao cho nó hài hòa chứ. Tự nhiên em thích cái gì em sơn cái đó lên nhìn. Trời, chất quớt luôn á. Không ổn đâu em ơi. Em không có hợp với cái màu này đâu. Anh nhìn anh giật mình rồi đó. Làm gì không ổn? Mình thích thì mình sơn thôi, mắc cái gì phải hài hòa chi cho mệt vậy? Trời, nói như em vậy làm gì có cái ngành gọi là ngành ví dụ thiết kế thời trang, ngành này ngành nọ, những cái ngành làm đẹp cho cuộc sống cho đời. Mấy cái này tưởng nó đơn giản nhưng mà thật ra nó có cái nguyên tắc hết. Nó có sự phối hợp đồng bộ hài hòa. Ví dụ cái màu này nó phải đi với màu kia, hay là phối cái gì đó để tạo thành bức tranh sinh động chứ giờ. Một cái mảng màu đang đẹp vậy em thích một cái gì đó nó chọt vô một cái, nó phá tan cái sự hài hòa của người ta hết. Sao rành quá vậy? Anh có một người bạn làm chuyên về mấy cái vụ này. Mà bạn anh đã nói với anh rồi. Mà anh tính là bữa nào đó về tâm sự lại với em. Vậy hả? Ừ. Vậy không mấy bữa nay anh dẫn em đi gặp bạn anh tư vấn luôn đi. Ủa vậy hả? Vậy là em chịu đi luôn hả? Dạ. Bữa giờ anh sợ là nói ra em tự ái, giận hờn, đâu có dám nói đâu. Bữa nay nếu em chịu đi rồi phải không? Được. Anh quyết định là đi liền bây giờ luôn đúng không? Dạ đi liền. Rồi anh sẽ dẫn em tới chỗ bạn anh để bạn tư vấn cho em những cái cách thức, những cái phối màu làm sao cho nó hợp lý nhất, được chưa? Dạ. Rồi đi. Đây nè, mang để cái này nhà đi. Dụng cái đi. Ừ, rồi đi. Ráng hy vọng bữa nay Mỹ Tiên có nhà đi coi. Trời ơi, cầu gì được đó, Mỹ Tiên có nhà thiệt rồi, trời hên quá. Bữa nay Mỹ Tiên, Mỹ Tiên ráng giúp cho anh một chuyện nha. Cái chuyện này nói chung là nó liên quan đến phụ nữ mà anh không tiện là xen vô nhiều lắm. Mà khoan giới thiệu ra. Đây là gấu của anh. Là lóc lóc. Dạ. Bồ bà gái. Ê, anh giới thiệu với em. Dạ. Đây là Mỹ Tiên, chuyên gia về làm nail rồi chăm sóc tay móng này, bộ vuốt của em đó. Người yêu của anh là hay sơn những cái màu vô cái bộ vuốt mà. Không, anh xin lỗi, tại vì... Chị... Sao? Dạ, em muốn nhờ chị tư vấn giùm em có bộ móng đẹp á. Tại hồi nãy em có đi làm nè. Đó, thấy không? Nhìn như là cái bộ móng vuốt vậy đó. Dạ, em có đi làm mà lúc ở trong đó là em thấy đẹp lắm. Cái tự nhiên gặp ảnh cái ảnh chê em xấu. Em nhìn lại thấy nó cũng kỳ kỳ. Đó ha, chính mình nhìn thấy kỳ nữa. Cho nên là em muốn tới đây nhờ chị tư vấn giùm em cho nó đẹp đẹp chút. Đó, mục đích tới là vậy đó. Ở dạ. Nhà là anh nhìn đã thấy không ổn rồi. Nó có cái gì đó nó trật trật. Nó không đúng với phong thủy. Nó không hợp với màu da hay là nó... Anh nói nhiều quá. Thiệt chứ bộ. Dạ, chị tư vấn giùm em với. Rồi, bộ móng này hôm nay không có hợp với phụ lòng của em rồi. Tốt, biết chưa anh nói mà, thấy không, rõ ràng là không có hợp. Dạ, anh. Hả?
Anh ra ngoài đợi em đi. Sao vậy? Chỗ gái người ta làm đẹp tự nhiên đứng làm gì. Hiểu rồi. Bắt cỡ nè. Thôi coi như chăm sự là nhờ em ha. Hướng dẫn cho bạn gái anh cách phối màu sao cho nó hợp lý chút xíu. Chứ nhiều khi anh thấy là nó không hợp mà không biết cách phân tích giải thích làm sao. Giúp giùm anh cái nha. Rồi. Ra đứng đợi em nha. Anh ra trước anh đợi. Dạ. Chị, vậy bây giờ chị tư vấn giùm em đi. Ví dụ bây giờ em mặc cái bộ đồ này nè, thì em phải sơn màu nào? Nếu mà em đang mặc màu hồng nhạt, dạ, thì chị sẽ tư vấn nhóm màu nhẹ nhàng, nó phù hợp với cái bộ đồng em đang mặc. Vậy màu nào chị? Màu này. Màu hồng nhạt hả? Đây là màu hồng phấn. Dạ. Còn màu này là màu để nó ngã qua da của mình. Màu này mình gọi là màu gì chị ha? Cái này dạng màu nút em. Dạ. Xu hướng bây giờ màu nút với màu da hoặc là màu hồng phấn thì nó sẽ nhẹ nhàng với bộ đồng em hơn. Nếu mà em đi dự tiệc á, dạ, như là những cái hoa này, mình khi mình đã sơn những cái màu nhạt gì nãy nghe chị mới vừa tới dẫn cho em, dạ, thì mình sẽ đính những cái hoa hồng thế này đây, mình đính lên ngón tay của mình, dạ, và mình ghiền chung quanh những hạt đá thế này, nó sẽ điểm lên tất cả bàn tay của mình, sẽ nổi bật lên hơn. Ví dụ như bây giờ em mặc một đồ phong cách, thì bây giờ em phải làm cái bộ móng nào? Muốn bụi thì đây, mình sẽ dùng những cái cọ nét thế này. Ví dụ em sơn những cái tông mài này chị tư vấn là màu xanh nhớt hoặc là màu đen, màu xám. Thì mình sẽ vẽ những cái đường viền trắng. Rồi mình một ngón mình sẽ điểm lên những cái chân tuyến thế này. Thì cái này sẽ điểm lên rất là đậm đà, nhìn cá tính hơn nhiều. Thì ví dụ bây giờ em mặc một bộ đồ công chúa đẹp, nữ tính, thì bây giờ em phải làm bộ móng thế nào? Đây là những cái hạt đá. Những hạt đá nó cầu kỳ hơn, giúp mình gắn lên cái bằng ngón tay của mình sẽ đẹp hơn. Và chung quanh cái hạt đá này mình sẽ viền điểm theo những hạt nhỏ xung quanh. Em thì em thích sơn cái màu đậm đậm vậy nè. Thì đậm đậm vậy thì mình phải mặc những trang phục nào? Nếu mà em thích những màu đậm này thì mình mang một cá tính như là quần sọt, áo bun, mình đi chơi mình thấy cái cá tính mạnh mẽ hơn là những tông màu này. Dạ. Đây là màu xanh da chai nè. Dạ. Còn đây là màu xám nè. Hoặc là em sử dụng màu tím than cũng được, rất là cá tính, tao mời nó đậm. Chị làm giùm em bộ móng đẹp, tuyệt đẹp màu phù hợp với trang phục em mặc hôm nay nha. Rồi em cứ yên tâm. Dạ. Sẽ đẹp trước mắt người yêu của em. Dạ. Nhất là sơn dưỡng của nó. Dạ. Dưỡng cho nó không bị vàng móng. Thứ nhất cái hai sẽ cứng móng mình hơn. Dạ. Sau khi sơn lớp dưỡng xong, mình sẽ sơn một cái lớp màu. Màu sẽ tiệp với bộ đầm của em. Đây là màu hồng. Màu hồng nhạt. Giờ chị sẽ đính những cái bông lên, bông thế này. Em đi dạo phố thì những bông màu bông thế này nó sẽ phù hợp hài hòa bộ đồ em hơn. Dạ. Tại chị đính đá nhẹ nhàng lên nữa, thì nó sẽ đẹp. Trước khi mình đính lên mình sẽ đính miếng keo đi không? Keo là keo để dán móng vào hoa. Tiện rất hài hòa bộ đồ của em, đi dạo phố, đi uống cà phê đều được hết. Nó hài hòa, mình chỉ điểm nhấn một ngón này thôi. Dạ. Còn những ngón khác mình sẽ điểm nhẹ lên một hạt đá thôi, nhìn nó sẽ xinh xắn hơn. Rất là hợp với bộ đồ của em. Em nghĩ chắc chắn ra thế nào anh Trường sẽ rất là thích luôn á. Chúc em có một ngày đi chơi vui vẻ. Cảm ơn chị.